Những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa và khai thác nhiều sản phẩm để đánh thức tiềm năng du lịch đường sông. Dù cố gắng tận dụng tối đa những lợi thế và nguồn lực, nhưng loại hình du lịch này vẫn chưa thể phát triển, mà ngược lại lại đang có chiều hướng chững lại. Vậy thì nút thắt là ở đâu và thành phố cần phải làm gì để du lịch đường sông có thể đột phá? Xin mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây. Cuối năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động dịch vụ buýt đường sông với hệ thống tàu được thiết kế hiện đại, lộ trình hơn 10 km từ bến Bạch Đằng quận 1 đến bến Linh Đông quận Thủ Đức, giá vé 15.000 đồng một lượt. Dù được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch đường sông, tuy nhiên do thiếu tính kết nối các dịch vụ đi kèm nên chưa thể coi đây là một sản phẩm du lịch. Theo tôi thấy thì nên có một cái chương trình ca nhạc của Nam Bộ mình, rồi đi tới những cái nơi giống như là Thanh Đa chẳng hạn. Và tôi thấy là buýt sông nên cải thiện như vậy. Cái mảng này rất là hấp dẫn với khách nước ngoài. Người ta đến, người ta cũng muốn ra bến Bạch Đằng này. Hoặc là người ta muốn từ bến Bạch Đằng người ta đi dọc cái con sông quanh quanh thành phố rất là đẹp. Nhưng mà hiện tại là chưa phát huy được. Trở lại câu chuyện về tuyến du lịch bằng thuyền trên kênh Như Lộc Thị Nghè được đưa vào khai thác từ năm 2015. Khi đó người dân và đặc biệt là khách du lịch vô cùng hứng khởi chào đón một sản phẩm du lịch mới. Thế nhưng, chỉ đến 3 năm sau, loại hình du lịch này đã bị phá sản khi mà du khách không còn mặn mà, bến bãi bỏ hoang, thuyền bị xuống cấp. Chắc có lẽ ai chẳng có ai người ta đi xuống cái bến thuyền này, xuống dưới chừng cây, 2 cây số xuống sở thú với kia là chèo lên, chèo xuống. Nhưng gặp nước xuống thì hôi lắm, nên không ai đi đâu. Thiếu dịch vụ đi kèm, cơ sở vật chất phục vụ còn nhiều hạn chế, kênh rạch ô nhiễm là những nút thắt khiến cho du lịch đường sông ở thành phố Hồ Chí Minh dù rất chú trọng vẫn loay hoay chưa thể phát triển được. Nên chăng cần có sự bắt tay của các doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước? Mình sẽ có những cái chính sách mình kêu gọi, mình đầu tư các cái xã hội hóa để đầu tư về các cơ sở hạ tầng, ví dụ như cầu tàu bến đỗ, rồi mình sẽ khảo sát thêm ở những cái vị trí mà thuận tiện cho cái phát triển du lịch đường sông. Thì mình sẽ đầu tư, nhà nước đầu tư và kêu gọi tư nhân đầu tư để nạo vét cái kênh, cũng kêu gọi các cái doanh nghiệp họ đầu tư các cái điểm đến. Thành phố Hồ Chí Minh nếu khai thác tốt các tiềm năng về du lịch đường sông thì mỗi năm có thể thu về hàng trăm triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên đó là một bài toán khó nếu không có giải pháp tháo gỡ các nút thắt hiện nay. Ngành du lịch thành phố chủ trương kêu gọi các doanh nghiệp đồng hành nhưng diễn tiến còn khá chậm. Như vậy chừng nào các nút thắt này chưa được tháo gỡ thì du lịch đường sông vẫn là tiềm năng còn bỏ ngỏ.